Vâng, quý vị vừa xem đoạn phim ngắn nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy biểu diễn ca khúc Bâng Khuâng Trường Sa, nhạc Lê Đức Hùng phỏng thơ Nguyễn Thế Kỷ tại đảo Sông Tử Tây trong chương trình cầu truyền hình Hát cùng Trường Sa Sông Tử Tây thân yêu do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện vào năm 2013. Dạ vâng, kính thưa nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy, chị là một trong những ca sĩ tất cả những cái chương trình mà Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức về Trường Sa cũng như là về biển đảo của chúng ta thì chị đều tham gia rất là nhiệt tình. Vậy chị có thể chia sẻ những suy nghĩ của mình khi tham gia những chương trình này được không ạ? Thanh Thúy xin được gửi lời chào trân trọng đến quý khán giả tại nhà hát truyền hình và chào quý khán giả của màn ảnh nhỏ HTV. Xin cảm ơn câu hỏi của Thiên Vũ. Câu hỏi của Thiên Vũ đã làm cho Thúy cảm thấy mình thật vinh dự khi được tham gia hầu hết những chương trình về đề tài biển đảo của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, và trong đó có rất nhiều chương trình để lại những ấn tượng sâu đậm trong lòng Thanh Thúy. Có thể kể đến hai chương trình. Thứ nhất đó là chương trình Hòa Cùng Nhịp Sống, hòa khúc quân ca Trường Sa đón các bộ chiến sĩ từ nhà giàn JK1 và quần đảo Trường Sa về thăm Thành phố Hồ Chí Minh. Và một chương trình cũng để lại những ấn tượng khó phai đó là Hát Cùng Trường Sa Sông Tử Tây Thân Yêu mà chúng ta vừa xem một đoạn video clip. Chương trình này diễn ra tại quần đảo Trường Sa, đảo Sông Tử Tây, và Thanh Thúy có vinh dự có mặt tại đảo Sông Tử Tây trong chương trình đó. Và quả thực khi nhắc đến thì những cái tình cảm về chương trình vẫn còn trong Thúy rất là nhiều. Vậy thì chị thấy hôm mình đã biểu diễn ở đảo Sông Tử Tây, còn bây giờ thì hôm nay mình sẽ biểu diễn ngay tại Thành phố Hồ Chí Minh. Vì thì có thể chia sẻ cảm xúc của mình nó có khác gì so với cái lần biểu diễn ở đảo Sông Tử Tây không ạ? Lần đó thì có một kỷ niệm nhỏ nhỏ mà Thanh Thúy và cả ekip thực hiện chương trình, dù nó nhỏ thôi nhưng mà nói lại rất là sâu sắc, là khi chương trình diễn ra thì một cơn mưa nặng hạt bất ngờ trút xuống. Tất cả mọi người đều đang cầu truyền hình trực tiếp với Thành phố Hồ Chí Minh và mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Thúy đã hát dưới cơn mưa nặng hạt đó và chưa bao giờ Thúy cảm thấy cơn mưa lại có vị ngọt ngào đến như vậy, bởi vì Thúy được biết đó là cơn mưa hiếm hoi tại Trường Sa. Cái vị ngọt mát của nó làm xoa dịu đi những cái vất vả khó khăn của cán bộ chiến sĩ và của tất cả mọi người thực hiện chương trình. Ngày hôm nay thì hát tại đây, những cảm xúc đó đã sống lại và Thúy sẽ hát bằng cảm giác đó, và cũng bằng một cảm giác nữa, đó là cảm xúc gửi tặng tình cảm của mình cho những người chiến sĩ áo trắng và cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa. Vâng, và bây giờ thì không để quý vị khán giả chờ đợi lâu nữa, xin mời nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy sẽ cùng biểu diễn ca khúc Bâng Khuâng Trường Sa. Xin mời chị. Rời bên ta lại về phố thị thân thương, vòng tay ấm bao chuyện buồn vui, biên vườn yên lòng ta lay động. Rời xa nhau đêm về thành đô, ngóng tin xa còn sóng hoàng hôn, tuổi 20 chưa từng hò hẹn trong đêm vẫn gọi mẹ ơi. Đôi muốn ôm kỳ bài san hô, vang vọng về con sóng mạch đang dâng.
rời bên, ta lại về đất liền thân thương. Ở nơi xa có tiếng gà trưa, giữa biển khơi sóng vỗ chập trùng. Rời xa nhau em về thành đô, ngóng tin xa con sóng hoàng hôn. Tuổi 20 chưa từng hò hẹn trong đêm mưa, vẫn gọi mẹ ơi.